Thay vì 4 năm đi học, tại sao không lựa chọn 1 năm đi học và 3 năm đi làm? Chúng ta mất 3 năm trung học phổ thông để tìm trường, tìm nghề phù hợp cho bản thân. Sau đó tiếp tục làm bạn với sách vở trong 4 năm đại học, không có thu nhập hoặc chỉ có thu nhập ít ỏi từ việc làm thêm và không chắc chắn về tương lai phía trước. Vậy tại sao bạn không lựa chọn 1 năm đi học và 3 năm đi làm? Tự chủ tài chính từ sớm, tích lũy kinh nghiệm, vạch rõ tương lai 4 năm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn. Và điều quan trọng nằm ở sự lựa chọn của mỗi chúng ta ngay từ hôm nay. Tại trường doanh nhân CEO Việt Nam Global, học viên sẽ được đào tạo trực tiếp bởi đội ngũ doanh nghiệp, sở hữu kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, bài học thành công, thất bại trên thương trường, là những chuyên gia được đào tạo bài bản bởi tập đoàn Shark Group, là những nhà thẩm định dự án kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và mở ra cơ hội việc làm cho học viên. Được học những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh để tự tin làm việc tại doanh nghiệp hoặc kế thừa doanh nghiệp gia đình, vận hành doanh nghiệp startup. Được rèn luyện những kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp, làm việc nhóm, lãnh đạo để phát triển toàn diện và hội nhập xu thế toàn cầu. Kết thúc năm thứ nhất, học viên được tham gia làm việc tại doanh nghiệp chuyên nghiệp, tự tin sống tự lập và tự chủ tài chính của bản thân. Ban ngày đi làm, buổi tối đi học. Hoàn thành chương trình đào tạo, học viên sẽ sở hữu bằng cao đẳng ngành quản trị kinh doanh và có thể liên thông lên đại học top đầu Việt Nam nếu có nhu cầu. Sau 4 năm, bạn có kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm thực tế và những trải nghiệm để chào sân doanh nghiệp ở những vị trí cao hơn. Trong khi lúc này, bạn bè đồng trang lứa mới dấn thân vào thị trường lao động với con số 0. Lợi thế hoàn toàn thuộc về bạn. Học 1 năm bằng 4 đến 5 năm học như bạn bè, rút ngắn thời gian, nâng cao kinh nghiệm, mở rộng tương lai. Trường doanh nhân CEO Việt Nam Global đang tư vấn tuyển sinh với chỉ tiêu giới hạn chỉ 450 học viên trên toàn quốc. Đăng ký xét tuyển ngay, đặc biệt cơ hội sở hữu học bổng giá trị lên đến 40 triệu đồng nếu xuất sắc vượt qua vòng phỏng vấn với hội đồng doanh nhân. Thông tin liên hệ: website trườngdoanhnhanceovietnam.edu.vn, hotline 0976 7766 22.